Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay mình lại mang đến cho các bạn chiếc Supra GTR này. Đây có thể gọi là chiếc xe cuối cùng có mặt tại cửa hàng xe gắn máy Mai Duyên đó các bạn. Địa chỉ cửa hàng là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, Sóc Trăng ha. Thì tại sao mình lại có clip này? Tại vì có thể đây sẽ là clip cuối cùng mình quay về dòng GTR có mặt tại cửa hàng. Mình chưa nghe thông tin gì về cái chuyện là cửa hàng sẽ nhập thêm về bán, vì mình nghe nói là hết xe hay gì đó. À, bây giờ mình không khẳng định được. Có điều thì đây sẽ là chiếc xe cuối cùng rồi. Nó cũng giống như là những dòng xe như Honda CB150 đó các bạn. CB mà Vezza đó cũng đứt hàng. Rồi Suzuki Bandit cũng đứt hàng. Bây giờ mình không còn video nào báo giá về hai dòng xe đó nữa ha. Thì đây là một chiếc nữa GTR. Trước đây thì mình có một video về chiếc GTR phiên bản V1. Cái này là phiên bản V2 nha các bạn. Là cũng bán luôn rồi. Thì đây chỉ là chiếc cuối cùng. Hy vọng thì bạn nào có thực sự mà thích cái dòng này á thì có thể đến ngay cửa hàng để mình mua. Giá hôm nay là 57 triệu. 57 triệu ha. Giá đã bao gồm VAT đó các bạn. Còn về phí biển số á, thì nó cũng như chiếc Winner của mình thôi. Ở huyện là khoảng chừng 1,4 triệu. Ở tại thị xã là khoảng chừng 2 triệu. Và ở tại tỉnh, tức là giấy phố, thì khoảng chừng 3,4 triệu đó các bạn. Đó, mình đang nhìn thấy cái phần đuôi đèn nè. Tại sao vẫn còn rất nhiều bạn yêu mến cái dòng xe này? Tại vì nó thiết kế nhỏ gọn, nó giống hệt với chiếc Honda Winner phiên bản đầu tiên của Việt Nam mình. Cho nên là bây giờ Winner V1 mà tìm xe mới không có, đâm ra là các bạn tìm lại những cái dòng xe Supra GTR này. Mình cũng rất hy vọng là cửa hàng sẽ tiếp tục nhập về thêm, để mình có thêm những video báo giá về dòng xe này cho những bạn đam mê, yêu mến dòng xe này. Nhưng mà sự thật thì đây là sẽ có thể là chiếc xe cuối cùng rồi. Thực ra mà nói thì nó vẫn có một cái vẻ đẹp riêng của cái dòng xe GTR. Phần yên nè. Đây là cái view khi mà các bạn ngồi trên yên nhìn xuống ha. Đó. Cụm công tắc nè, cụm đồng hồ nè, và tất nhiên rồi là không có công tắc đèn. Đó, ổ khóa nè, gồm có hai chìa ở đây. Nước sơn này là nước sơn mờ hết nha các bạn. Cái màu đen cũng mờ mà cái màu đỏ cũng mờ. Đây, em trai này cũng đang xem GTR. Dạ. Em mua chiếc GTR phải không? Ừ, ok em. Thì đây là chiếc xe cuối cùng nè. Thì bạn này mua nè. Em lên hình được không? Dạ. Anh đang quay YouTube á. Bạn nó mua đó các bạn. Mình sẽ post cái hình đó cho các bạn xem. Cái chiếc màu đỏ đen. Thì cửa hàng còn một chiếc màu bạc. Bạn này cũng đang xem luôn nè. Chiếc màu bạc này thì mình có up clip cho các bạn xem rồi. Cái giá mình nhớ hình như là 50 triệu hay gì đó. Chiếc xe này. Tại vì ô đô nó ít lắm. Xe này thì có một bạn đi và đổi xe lại. Cái màu đen này á, là ở trên nè. Ở dưới này là màu đỏ mờ ha. Đỏ mờ. Đó. Gác chân nè các bạn. Về thông số kỹ thuật xe này thì nó tương tự như chiếc Winner của Việt Nam mình thôi. So với Winner V1 á, thì chiếc xe này cái công suất nó hơi cao hơn một chút xíu ha. Về trọng lượng, chiều cao yên là cũng như nhau, nó không có khác gì nhiều. Có điều á, là cái cần số á, thì nó sẽ là 2 chiều chứ không phải là 1 chiều như là chiếc Winner V1 của mình. V1, V2, V3 gì cũng đều là 1 chiều hết ha, phía trước không. Còn xe này có sẵn luôn thì các bạn không cần phải độ nữa. Muốn móc cũng được, mà muốn đạp sau cũng được. Lớp thì vẫn là như lớp Winner thôi. Xài là xài vỏ IRC. Đúng rồi, IRC ha. Nè, kích thước lớp nè, 120 và 70. Vành 17 inch. Hộp thì màu đen luôn. Đặc biệt á, xe này là được trang bị trang trí một cái phần logo cánh chim. Đây là cánh chim nổi
chữ Honda này cũng là tem nổi đó các bạn, tem 3D ha, rất xịn sò đó. À, tem nè, các bạn thấy nó chiếu không, nhìn gần mới thấy nó đẹp đó các bạn. Xe này mà về mình vệ sinh sạch sẽ ra còn đẹp hơn nữa. Xe này thì đã có hải quan rồi nha. Bạn nào có muốn mua ở xa đó, muốn ship xe thì cửa hàng sẽ ship cho các bạn. Ok ha. Ship theo tuyến quốc lộ 1A của mình đó các bạn. Màu đỏ nè, màu đỏ mờ rất đẹp các bạn. Nhìn nè. Phục sơn đen mờ luôn ha. Mình xin nhắc lại giá là 57 triệu đó, mặt nạ cũng là màu đen, đen mờ nè. Phía trước có bắt gắn biển số ha, tại Indo thì người ta bắt như thế. Phần đầu đèn đó các bạn. Phần đầu đèn này thì nó sẽ là màu khói, còn chiếc V1 bên Indo thì nó là trắng tươi luôn. Nó trắng tươi luôn ha. Đây, cụm xi nhan nè. Cái chữ GTR nè các bạn, nó ánh kim nha, các bạn nhìn kỹ nè ha. Nó ánh kim á. Đó. Đây là phần bô ha, Oppo thì cửa hàng chưa có gắn vào. Đây, phía dưới. Nó hơi bụi bặm ha. Tay nắm nè. Phần bô vuốt rất cao nha, rất là đẹp các bạn. Các bạn nhìn thấy cái đường cong đó không? Nè, ha, đi từ trong này nè, quẹo trở ra này, rồi mới đi thẳng lên, cho nên nó rất là đẹp. Mình đánh giá rất là cao cái phần bô xe này. Đây, mình mời các bạn nhìn ngắm lại từ xa ha. Mình sẽ cho thêm các bạn hai số điện thoại nha, ở trên này nè, một số bàn và một số di động. Có gì các bạn cứ alo cho cửa hàng tư vấn thêm. Các bạn muốn ship xe là phải mua trả tiền mặt nha. Mình sẽ chuyển khoản cho cửa hàng 100% giá xe, rồi cửa hàng mới ship cho các bạn được. Còn mua trả góp thì mình phải có mặt tại cửa hàng. Còn bên này là cái chiếc màu bạc lúc nãy bạn kia vô coi nè. Đó, đã qua sử dụng, giá 50 triệu. Rồi, mình sẽ khép lại cái video này ở đây. Còn những dòng xe nhập khác nữa các bạn, ví dụ như là Yamaha XSR nè. Chứ còn Honda CB Visa, mình cũng yêu mến cái dòng xe đó lắm các bạn. Nhưng mà hiện tại cửa hàng đứt hàng, không biết khi nào mới về nữa. Rồi Suzuki Bandit mình cũng thích. Nói chung là những dòng xe mình yêu mến, từ từ nó hết xe và cửa hàng nhập về chưa có được, hoặc là hết xe để nhập. Rồi, xin chào các bạn luôn nha.